Một căn nhà mái Thái vừa mới được hoàn thiện xong, có sân trước, 3 phòng ngủ, gần trường học, cách đường DT784 chỉ có 150 m nha quý anh chị, gần chợ, gần trường học. Rất là thuận tiện cho quý cô chú anh chị. Mời quý cô chú anh chị mình tham khảo. Mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Tây Ninh. Thì hôm nay kênh mua bán nhà đẹp Tây Ninh xin gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái bất động sản, là một cái căn nhà mái Thái vừa mới được hoàn thiện xong. Đó, và nó nằm ở cái khu vực là xã Bầu Năng, cách cái đường DT784 chỉ có 150 m thôi nha quý anh chị. Rất là thuận tiện. Đó, và cái căn nhà mà em Hậu muốn gửi đến quý cô chú anh chị là cái căn nhà này nè. Đó, ở đây cái đường này là cái đường ô tô đi là rất là thoải mái nha quý anh chị. Đó. Và bên đây là cái bên hông của cái căn nhà của chúng ta nè. Quý anh chị mình có thể thấy được là cái thiết kế mái Thái của cái căn nhà này. Đó, bên hông tường xây kiên cố ha. Đây, ở trên đây như quý chị thấy nè, hai bên đây là lợp ngói đồ hết rồi. Và cái khu vực này là cái khu vực đông dân cư. Tại vì ở đây mà mình đi về chợ Bầu Năng nè, chợ Đầu Mối á, là mất của quý anh chị mình á, có khoảng 500-600 m thôi. Chúng ta đây đi ra cái trường tiểu học Bầu Năng. Đó là chỉ mất của quý anh chị mình á, là có 400 m thôi. Ở phía sau rồi luôn nè quý anh chị. Đó, tại vì em Hậu chỉ đây là mình đi cái đường hơi vòng, chứ nếu mình tính đường chim bay là có 50 m thôi, là kế bên ở phía sau luôn nè quý anh chị. Đó, thì còn theo cái hướng này là quý anh chị mình sẽ đi ra cái đường DT784 nha. Đó. Và còn cái hướng này thì mình sẽ đi xuống đường là đường Ninh Phú, hoặc là rồi tiếp tục là cái đường Trường Chinh, nó dài. Đó, dẫn quý cô chú anh chị mình về trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom luôn nha quý anh chị. Đó. Và căn nhà của chúng ta là có một cái mặt dựng rất là đẹp, có mái hiên đưa ra ngoài, cổng là có cổng mái ngói luôn nha. Đây, ở đây là xây là dán gạch lên hết cho quý anh chị mình rồi. Ngay chỗ đây á, quý anh chị mình sẽ có là một cái cổng 4 cánh. Đó, nhà mình mà có ô tô rồi quý anh chị mình để thoải mái luôn, ra 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ để vẫn được nha quý anh chị. Đó, cổng màu vàng nhám sơn màu đen. Đây, ở đây là có lót gạch nước cho quý anh chị mình rồi. Đó, mình về là mình chỉ là dọn vào ở thôi, nó mát mẻ sạch sẽ cho quý cô chú anh chị. Còn bên đây là cái hàng rào á, anh chủ là xây lên là 2 m luôn. Nó có lập cái máy để cho nó không có bị tạt như những quý anh chị, sắt khung sắt rồi đầy đủ. Bên đây cũng có luôn. Đó, ở trên quý anh chị mình nhìn thấy sắt nè, nó mới to. Đấy, ở đây mà mình thích sự mát mẻ nữa thì quý anh chị mình về mình có thể làm thêm cái lau phông ở đây nữa, xài lau phông trần thả, nó nữa là rất là mát mẻ luôn ha. Thì cái đây cái sân này á là nó khoảng là 6 m nha quý anh chị. Đó, ngang 5 dài 6, đây là phải 6 m. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đó, 13 viên. Gạch này là gạch 2. Gạch 50-50 đó quý chị. 13 viên ha. Đó, 6 mét máy luôn, rộng rãi cho quý anh chị mình. Đó, như mình thấy nè, trần này là trần thạch cao nè, anh chủ đủ là quăng ra ngoài luôn, dán gạch lên phía trên hết cho quý anh chị mình luôn. Rất là sạch sẽ ha, vừa sạch vừa mát mẻ nữa. Trần là trần thạch cao nè, ở giữa là có cái biểu tượng đồng tiền nè. Đó, giống như là cầu chúc may mắn cho quý anh chị. Ở đây là mình có một cái khung tranh, quý anh chị nào về thì mình có thể là mình dán hoặc là gạch, hoặc là mình sử dụng vẽ lên cũng được. Đó, về cái cửa thì chúng ta có một cái cửa sắt sơn nhám 4-6 cánh, kính cường lực nha quý anh chị, đi tông màu màu xám. Cái sảnh này thì chúng ta có khoảng 5 m ngang, ở đây quý anh chị mình có khoảng 3 m, 2 m rưỡi, 2 m rưỡi, gạch 60-60 quý chị. Đó, ổ khóa quý anh chị mình nhìn thấy nè, inox hàng chắc chắn ha, có màn cửa rồi hết cho quý anh chị mình luôn, đầy đủ hết. Về quý anh chị mình chỉ có là mình sắm một số trang thiết bị như là bàn tủ này kia nọ nữa thôi. Đây, một cái bức tranh ở bên đây tạo sự mát mẻ. Cái này là tranh này là dán nè quý anh chị, mình về quý anh chị mình xài thời gian á, mình thích cái tranh nào thì mình đặt hàng mình dán vô thôi, rất là đơn giản. Ổ điện thì rất là nhiều xung quanh nhà, ở đây có nè, ở đây có nè,
Bên đây là ổ tổng cái điện tổng của chúng ta nè quý anh chị. Có nắp đầy đủ ha. Đây cầu dao tổng. Hàng điện, thiết bị điện Sino. Ở đây kìa. 1 2 3 4 5, 5 viên. À, mỗi viên 2 1 3 tấc nha quý anh chị. Mét rưỡi. Trần thạch cao dược hợp, đi cái đèn màu nhám với màu trắng. Nó cảm giác nó sang. Cái tông nhà này là cái tông sang nha quý anh chị. Đó. Vừa sang vừa trẻ trung. Đó. Còn những quý cô chú anh chị nào mà mình thích cái tông màu khác thì bên em có rất là nhiều nhà. Thì quý anh chị mình có thể truy cập cái kênh YouTube Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Ở trên đó em có giới thiệu rất là nhiều nhà. Nên quý cô chú anh chị mình có thể vào đó để mình xem những cái nhà nó theo cái tông nào nó hợp với mình, cái màu nào nó hợp với mình. Đó, tại vì mỗi người, mỗi cô chú anh chị mình sẽ có một cái bộ mạng khác nhau, thì mình hợp với một cái màu khác nhau. Đó, thì anh chủ cũng biết như vậy nên cũng sẽ có xây những cái nhà, những cái màu nó hợp với từng cái mạng. Đó, quý anh chị nè, mình thấy được nè. Nhà tuy là có 5 mét thôi nhưng mà cái đường luồn rất là rộng nè. Ở đây coi như là 2, 3 viên gần 1m8 đây luôn đó quý anh chị. Đó, rất là rộng rãi ha. Nhìn cái nhà rất là to. Còn cái này là cái phòng ngủ của chúng ta. Nhà này được 3 cái phòng ngủ. Đó. Tất cả trần ở đây là được sử dụng, đây là trần thạch cao hết nha quý anh chị. Đó. Ở trên là đánh đi cái màu bê sáng, bê trắng, đánh sáng lên. Đó. Kèm theo những cái hoa văn, những cái họa tiết là nó có những cái điểm màu xám, màu vàng á. Cảm giác là nhà chúng ta nó sang trọng hơn. Xây một căn nhà mà cái màu sắc, cái đánh tông nó cũng rất là quan trọng như quý anh chị. Ở đây trần là thạch cao nè, có chừa cái ống để quý anh chị mình gắn máy lạnh rồi vô đó. Để một số nhà mà khi mình xây xong á, tới hồi mình gắn máy lạnh cái mình không có biết á, cái ống đồng thì rất là dễ rồi. Nó nhưng mà cái ống mà để cho xả nước ra đó, một số anh chị xây nhà không có để đó, thì những cái căn nhà mà những anh chủ nhà xây có kinh nghiệm á thì thường mấy các anh sẽ để lại hết, chừa sẵn cho quý anh chị mình luôn. Đây là cái căn phòng thứ hai nè quý anh chị. Phòng này thì chúng ta sẽ có một cái diện tích tương đối 3m x 3 nha quý anh chị. Đó, khoảng đâu đó là 9m. Đây nhà chúng ta, cái căn phòng này là căn phòng thứ ba nè quý chị. Thì sau ba cái phòng ngủ thì chúng ta sẽ có cái khu vực bếp. Đó. Thì cái khu vực bếp á là nó sẽ không quá rộng mà nó sẽ phù hợp cho chúng ta. Tại vì đã xây tới ba cái phòng. Đó. Thì đất mà ở Tây Ninh á thì nó sẽ có thường thường nếu mà đất chuẩn á là nó sẽ có cái chiều dài nó khoảng 28-30-31m. Đó, đặc thù cái khu bồ năng á là quý anh chị mình để ý á, là những cái nhà ở đây á, là nó cái chiều dài á, là đâu đó nó khoảng 30-31m. Đó thì ba cái phòng ngủ của chúng ta là hết bao nhiêu rồi, nó sân trước sân sau rồi phòng thờ nữa, nên nó cái phòng bếp á là nó sẽ thiết kế được một cách là gọi là cơ bản đầy đủ, nó không quá rộng. Đây bếp tủ nhôm labo. Ở dưới là cũng có tủ luôn. Đây là mặt dán gạch nha quý anh chị. Nó ổ điện để rất đầy đủ cho quý anh chị mình luôn. Thì nếu mà quý anh chị nào mà muốn những cái căn nhà có bếp to, rộng thì bù lại là chúng ta chỉ có hai cái phòng ngủ thôi. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nhà tắm và toilet ở đây nè quý anh chị. Gạch đó là dán lên tới trần luôn ha. Đây đi cái tông nó mát mẻ. Đó. Gạch lót nền dưới là cũng chống trơn trượt cho quý anh chị mình. Đó, rồi bên đây nè quý anh chị. Ở đây á, quý anh chị mình sẽ có nè một cái không gian ở đây á là để máy giặt. Đó, ở đây máy giặt, bên đây cái chỗ vệ sinh nha quý anh chị. Đấy. Và ở sau này á chúng ta sẽ có một cái không gian á là sân nắng để cho quý anh chị mình phơi đồ rộng rãi nha quý anh chị. Đó. Ở đây anh chủ có làm cái hàng sắt ở trên rồi. Đấy. Ở đây quý anh chị nào mà yêu thích lan kiển đồ á là mình có thể đó, mình làm một cái dàn lan bé bé xinh xinh ở đây ha.
Đó, thì bây giờ xin mời quý cô chú anh chị mình theo chân em chúng ta xem lại cái ngôi nhà này một lần nữa. Và sau đó thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này, cũng như là cái khung cảnh tổng quan ở đây nha quý anh chị. Để xin mời quý anh chị mình theo chân em. Bây giờ thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái cuốn sổ đất của cái căn nhà này. Ở đây á, chúng ta sẽ có thửa đất số 532, tờ bản đồ số 35, xã Bào Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 155,7 m² nha quý anh chị. Đất ở nông thôn á, chúng ta có 60 m², và còn lại á, là cây lâu năm là 95,7. Ở đây quý anh chị mình sẽ có nè một cái con đường đất đó, và có lộ giới mỗi bên á, là 8,3 m. Đó, vị trí là khoảng 17 m, cái đường lộ giới 17 m luôn á quý chị. Đó, đất của chúng ta là ngang 5 nè, dài 31,15 nè, một cạnh là 31,27. Đó, trước cũng 5 mà sau cũng 5, bằng đầu bằng đít. Đó, và chúng ta sẽ nhà là quay về cái hướng này là hướng Tây nha quý anh chị. Thì vừa rồi quý anh chị mình đã xem qua nhà nè, sổ mình cũng đã xem rồi. Thì cái giá là anh chủ muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình á là 1 tỷ 700 triệu. Với mức giá 1 tỷ 700 triệu thì quý cô chú anh chị mình có thể sở hữu được một cái căn nhà mặt tiền đường đất cách cái đường DT 784 á chỉ có 150 m thôi, và cái con đường này á có lộ giới là tới 17 m nha quý chị. Gần trường học nè, gần chợ nè, gần ủy ban nhân dân nè. Đó, mình đi về chùa Tòa Thánh á là cũng gần, chỉ có 6 cây. Trung tâm thành phố Tây Ninh ngay Vincom luôn, đầy đủ tiện ích á, gần siêu thị luôn, là chỉ mất của quý anh chị mình có 7 cây thôi. Chúng ta đi về chợ Long Hoa nè, đó thì chỉ mất của quý anh chị mình cũng đâu đó là có 6-7 cây số thôi. Những cô chú anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, Bến Xe, An Sương mình đến đây cũng rất là gần, nó 83 cây số. Còn Thủ Dầu Một, Bình Dương á, quý cô chú anh chị mình đến đây á thì nó gần hơn, nó khoảng là 80 cây. Còn Đức Hòa, Long An đến đây là 62 cây số. Thì quý cô chú anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua cái bất động sản này thì hãy liên hệ đến em, số điện thoại là 0839 666 736. Số điện thoại em Hậu có để trên màn hình á. Thì quý cô chú anh chị nào mà mình yêu thích thì mình có thể kết bạn Zalo với em để em có thể gửi đến những cái thông tin cho quý cô chú anh chị mình tham khảo. Nếu mà quý cô chú anh chị mình ở xa đến Tây Ninh á thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736, để em Hậu có thể đến để đón hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem nhà và đất ha. Đó. Một cái căn nhà mái thái rất là đẹp như vậy, giá 1 tỷ 7 nha quý anh chị. Thì bây giờ thì em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình xem qua tổng quan cái khu vực này coi nó như thế nào nha, xin mời. Và đây là cái khung cảnh nhìn từ trên cao xuống xung quanh cái bất động sản của chúng ta nha quý vị. Thì phía sau nhà chúng ta là sẽ có trường trung học cơ sở Bầu Năng. Đấy, và đây là cái con đường nối liền ra cái đường DT 781 và đường Trường Chinh nha quý anh chị, cũng như là đường Ninh Phú. Đó, trước mặt quý anh chị mình á là cái con đường DT 781, là một cái tuyến đường mà nối giữa cái đường tỉnh lộ 19 quý anh chị mình đi từ Bến Xe, An Sương về Tây Ninh á, thì mình đi tới cái hướng cầu Cả 13 thì mình sẽ quẹo qua cái đường DT 781 này để mà mình về chùa Tòa Thánh nè, về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, con đường này cái đoạn phía trên á là chúng ta sẽ đi về là cái đường Cách Mạng tháng 8 luôn á quý anh chị. Đấy. Và ngay chỗ này như quý anh chị mình thấy nè, nhà cửa dân cư rất là đông ha. Và đầu đường, cái đường mà để vẹo và bất động sản của chúng ta sẽ có một cái cây xăng ngay góc đầu đường là cây xăng Hoàng Dung nha quý anh chị. Đó, quý anh chị mình đi trên đường 781 tới ngay chỗ cây xăng Hoàng Dung. Đó, quý anh chị mình quẹo vào bất động sản ha. Và cái con đường này nè quý anh chị, là cái con đường mà dẫn mình từ cái đường DT 781, mình đi vào cái đường Ninh Phú và cái đường Trường Chinh á, là để dẫn về là ngay chỗ công an tỉnh của thành phố Tây Ninh, cũng như là đường 30 tháng 4 Vincom. Đó, là nằm ngay trên cái con đường 30 tháng 4 đó luôn nha quý anh chị. Đó. Và đây quý anh chị mình thấy nè, dân cư khu vực này, nhà cửa thì san sát nhau, đường xá thì rất là thuận tiện cho quý cô chú anh chị mình đi qua đi lại, rất là thuận tiện ha. Nhà thì rất là nhiều nha quý anh chị.
vị trí bất động sản. Mình sẽ đi vòng vòng để xem đường xá đây sao nha quý anh chị. Quý anh chị mình thấy đường thì ô tô đi tới nhà luôn, rộng rãi thoải mái. Và sắp tới thì cái đường này cũng đã được lên nhựa nha quý anh chị. Con đường này là sẽ dẫn ra cái đường DT784. Từ nhà mình đi ra đây có 150m thôi quý chị. Đường rộng rãi. Do là hiện tại thì giờ cái khu vực này đang chuẩn bị làm nhựa thôi. Thì quý cô chú anh chị mình về thì có thể là qua năm là sẽ khi mà triển khai xong là nhà của chúng ta là cực kỳ đẹp luôn ha. Thì đầu đường ở đây quý chị, chúng ta sẽ có một cái cây xăng. Đây có cái tên là cây xăng Hoàng Dung nha quý chị. Ở đây quý anh chị mình quẹo trái là mình sẽ đi về chợ Đầu Mối nè, cầu K13, đường tỉnh lộ 19 để quý cô chú anh chị mình về thành phố Hồ Chí Minh. Còn cái hướng này là chúng ta sẽ đi về thành phố Tây Ninh, đi chùa Tổ Thánh thôi luôn quý chị. Rất là thuận tiện ha. Đường này là đường DT781. Quý cô chú anh chị nào mình ở xa, mình về đây mình không có biết đường xá đó thì có thể alo cho em Hậu ha. Em Hậu có thể đến để hỗ trợ quý cô chú anh chị mình đi xem bất động sản nha quý cô chú anh chị. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì video của em Hậu đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.